Ông Biden gây bão vì một hành động lạ sau bài phát biểu khiến người theo dõi ngơ ngác. Theo các tờ báo New York Post và Daily Mail, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại tiếp tục có hành động khó hiểu sau một bài phát biểu tại bang Bắc Carolina. Tờ New York Post, Mỹ đưa tin, vào ngày 14 tháng 4, ông Joe Biden, Tổng thống 79 tuổi của Mỹ, đã đến thăm thành phố Greensboro, Bozo, bang Bắc Carolina, và có bài phát biểu dài 40 phút tại Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Bắc Carolina. Video về sự kiện này cho thấy, sau khi kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu chúa phù hộ cho các bạn, tổng thống biden cầm tài liệu lên và quay sang bên phải chuẩn bị bước xuống nhưng lúc này ông biden dường như muốn nói điều gì đó và đưa tay ra để bắt tay tuy nhiên bên cạnh ông không hề có ai mà chỉ là một khoảng không tờ new york post gọi hành động này là ông biden bắt tay với không khí khi đưa tin tờ daily mail của anh cũng miêu tả ông biden giơ tay ra và dường như bắt tay với không khí phải mất vài giây sau ông biden mới buông tay xuống sau đó ông đứng quay lưng về phía khán giả một cách kỳ lạ trong vài giây rồi bắt đầu nhìn xung quanh Cuối cùng, trong trạng thái có vẻ bối rối này, ông Biden mới từ từ bước xuống sân khấu. Xuống sân khấu không đúng cách, tờ New York Post bình luận về hành động của ông Biden. Và những người theo Đảng Cộng hòa đương nhiên không để ông Biden yên. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz đã chia sẻ lại video về cái bắt tay với không khí của ông Biden trên Twitter, với một biểu tượng cảm xúc là đôi mắt mở to. Theo trang tin Sohu, Trung Quốc, là tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Biden thường xuyên bị các đảng viên Cộng hòa tấn công về vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Ngoài ra, trong lúc phát biểu hoặc trả lời phỏng vấn, ông Biden còn thỉnh thoảng nói nhầm, lẫn lộn sự việc hoặc thậm chí lạc đề. Chính vì điều này, Biden đã nhiều lần bị bêu xấu trên các phương tiện truyền thông. Một số sự vụ nổi tiếng bao gồm: Vào tháng 3 năm ngoái, khi bước lên chuyên cơ Air Force One, ông Biden đã trượt ngã vài lần trên đường băng. Tháng 6 năm ngoái, tại buổi họp báo của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, khi nói về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho đất nước có chiến tranh, ông Biden đã nhiều lần nhầm lẫn giữa hai quốc gia Libya và Syria. Kể từ năm ngoái, Ông Biden cũng nhiều lần gọi phó tổng thống Kamala Harris là tổng thống Harris, thậm chí vào tháng trước, ông Biden còn gọi nhầm bà Harris là đệ nhất phu nhân. Ngoài ra, vào cuối tháng trước, ông Biden đã gọi tổng thống Ba Lan Andrzej Duda là ngài đại sứ.